Vâng, em xin chào quý vị và các bạn. Đấy. Hôm nay bên em lại về được một ít giải mã nữa. Và hôm nay em sẽ tiếp tục quay giải mã để cho các bác lựa chọn nha. Có rất nhiều các bác đang hỏi em cái giải mã và nhu cầu này thì hiện nay cũng đang rất là nhiều. Thì hôm nay em quay lên đây một ít các cái dòng giải mã của Onkyo để cho các bác lựa chọn nha. Hàng vừa về xong. Đấy. Con đầu tiên là cái danh sách mà hàng vừa về đây. Đó là con Onkyo X7A nhé. Onkyo X7A đấy. Dòng này là dòng đời màn hình xanh nhé. Dòng như này thì là giá của nó là đây. Giá của con X7A nó là 1.400.000 nha các bác nhé. 1.400.000. Dòng này là dòng đời cao. Nó giải mã rất tốt. Hàng còn rất là đẹp nhé. Và tất cả những chức năng CD này, giải mã và chức năng công suất ở bên em đều báo cho các bác nhé. Nhưng còn cái MD này thì là nó đã bây giờ thì hầu như là chả ai chơi nữa, nên là bên em cũng không có đĩa để test. Đấy thì bên em sẽ không bao MD nhé. Chỉ bao CD này, bao công suất này và bao vượt quang nhé. XPA con này là 1.400.000 đồng nhé. Cái tiếp theo đây là một con Onkyo V77. Onkyo V77. Con này cũng được đang bán rất chạy ở bên em. Vì cái tầm giá của nó vừa phải mà tiếng rất là hay. Và cái kiểu dáng thì có cả rất nhiều bác thích. Đây, đây là con V77 nhé. Con này có giá bán là 1.300.000 nhé. 1.300.000 đồng nhé. Con Onkyo V77. Đây. Tiếp theo đây là con X7. Con X7 và con V77 này là hai dòng mà hiện nay đang được bán rất chạy. Đấy. Vì cái tầm giá nó vừa phải. Con X7 này là có giá 1.300.000 đồng nhá. 1.300.000 đồng. Và tiếng giải mã cũng rất là hay, hay hơn rất nhiều so với cả những cái dòng mà giải mã Trung Quốc bây giờ nó đang có trên thị trường ấy, hay hơn rất nhiều nhá. Đấy. X7 giá là 1.200.000 đồng. Đây, tiếp theo đây là con X7DV. Đấy, X7DV. Dòng này là dòng đời rất là cao. Đấy, có công nghệ là DLA Link 2. Đấy. Cái dòng này nó giải mã thì nghe tiếng rất tốt. Đấy, tốt hơn dòng X7 nha. Một con này thì nó là 1.500.000 đồng nhá. Và 1.500.000 đồng. Đấy. Tiếp theo ở đây là con X9A. Đấy, X9A. Dòng này là dòng đời cao nhất của đời X series nhá. X series thì là gồm có X7, X7A này rồi đời X9, X9A thì đây là con X9A này con đời cao nhất nhá. Đời cao nhất và giải mã rất là hay. Đấy. Công suất của con này. Đấy. Công suất của con X9A đây là 55W nhé. Đấy, con này được công suất rất là lớn. Đấy. Đấy thì là hơi có một chút sai sót, em sẽ điểm lại một chút công suất của những cái con giải mã này nhá. Đây con X7DV công suất là 65W nha các bác nha. 65W nha. Đấy. Con X7 thì công suất của nó là 48W. Đấy, 48W nha. 48W. Đấy. Con V77 này công suất là cũng là 55W này. Đấy. V77 cũng là 55W nha. Đấy. Giá tiền nó vừa phải mà công suất cũng rất là to. Rất là lớn. X7A đây công suất của nó 48W. Vâng, 48W nha. Vâng. Đây 48W. Đấy. Thì đấy là công suất của mấy cái con mà em vừa nói. Đấy. Con X bây giờ quay lại với con X9A này. Con X9A này em bên em đang bán với giá là 2 triệu nha các bác nhé, 2 triệu đồng nhé. Vâng. Tiếp theo ở đây là một dòng ấy à, con này còn có nguyên tem luôn này. Còn nguyên tem luôn. N7X ha, con này đời rất cao, cũng có công nghệ DL Link. Công nghệ WireRanger AM Technology đấy. Có các cái đường vào từ trước từ sau đầy đủ hết nhá. Con này N7X này công suất của nó là 46W. Đấy. 46W. Các đầy đủ các đường vào nhá. Đấy. 46W. Con N7X này còn là đời dòng đời cao, cao hơn cái dòng X7A nhá và X7 nhá. Thì con này N7X này có giá bán là 1 triệu con N7X này có giá bán là 1.800.000 nhá. 1.800.000. Tiếp vào đây là con này là ấy à, con này thôi mà.
Đây là con N9X, N9TX nhá. Dòng này dòng cao nhất của đời N, đời N. N9TX cao nhất của đời N đây. Đó. Cao hơn rất nhiều con N7X này. Đó. Con này bên em bán với giá là 2.200.000 đồng nhá. N9TX cực kỳ cao. Đó. Dòng cực cao N9TX. Đây tiếp theo là con UN7. UN7 này cũng là một dòng đời rất cao và rất và nó có thể nâng cấp được lên cả 5.1 nhá. Đấy, sau này nếu các bác dùng có thể nâng cấp lên 5.1 được. Đấy. Cũng rất nhiều các công nghệ mới, còn bây giờ Super Audio CD này rồi là các cái Dolby Digital này, đấy, Prologic này, đấy. Công nghệ cũng công nghệ Wireless Amp Technology này, đấy nha. Rất nhiều công nghệ mới. Đấy. Và hàng còn rất là đẹp. Đấy. Công suất của con này. Đây con công suất của con N9TX là 50W nhá. Vâng. Đấy. Còn công suất của con UN7 này là bao nhiêu đây? À, dòng này thì thường là công suất khá là lớn. 66W và một dòng mini công suất rất là lớn, 66W nhá. Dòng mini nó là dòng rất là lớn rồi. Đấy, con này có giá bán là 1.800.000 nha các bác nhá. Cần UN7 này. Đấy. Tiếp theo đến đây là có một con này. À, dòng V3. V3, con này thì là chỉ được bắt test trên dàn nhá. Con này đời của nó cũng giá vừa phải thôi nhưng mà nó thêm được cả chức năng xịt bắt tép nha. Đây. Con này bên em đang bán với giá 1.350.000 nhá. Và 1.350.000. Đấy. 1.350. Và ở ngoài cùng đây con này nó có đời cao cực kỳ cao. Đây, có cả USB này. Đấy. N7X nha. Trước nó có cả các con đời N7FX, N7X, N7SX. Đấy, thì con này là con N7X, đây là đời cao nhất của dòng Onkyo đọc USB nha. Đây, các định dạng 13 WMA gì đó này, DNA 02 này đấy. Công nghệ này công nghệ cực kỳ mới. USB đầy đủ nha. Con này thì bên em nếu như đọc CD nha, nếu như con này đọc CD thì là giá là 2.900.000. Nếu như không đọc CD giá là 2.500.000. Đấy, để bớt đi các bác, để các bác tự mang ra cho mấy ông thợ mấy vệ sinh lại mắt mũi hoặc là thay mắt gì đó thì là sẽ phải chạy thôi nhá. Con này là nếu như không đọc CD là 2.500.000, còn nếu đọc CD rồi thì là 2.900.000 đồng nhá. Vâng, đấy. Đấy là đây là tổng thể tất cả những cái con đã về trong cái lô hàng Honkyo mới về đây. Đấy. Thì mọi thông tin chi tiết về những cái con này, mọi thông tin chi tiết về những con giải mã này thì quý vị và các bác hãy vui lòng liên hệ với bên em theo số điện thoại đây 0966 594 581, cửa hàng Nguyễn Vũ Audio, địa chỉ tại 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Nếu bác nào muốn xem trực tiếp sản phẩm xin mời đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại 57A Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng, và số điện thoại là 0966 594 581 nhé, hãy liên hệ Đức. Vâng. Em xin chào và xin hẹn gặp lại các bác và quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo của bên em nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của bên em, đăng ký kênh để có thể là theo dõi những cái video mới nhất nhé. Em xin chào và xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo.